Rồi xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 15 tây tháng 6 anh em. Rồi hôm nay em có được mấy cây cắt cỏ bãi nha anh em. Đây là Echo 209 bình sân trên ha. Echo 209 bình sân trên. Còn đây là Echo 253 251 bình sân trên nha anh em. Echo 253 251 bình sân trên ha. Thì ở đây có mấy con máy cắt cỏ bãi nha anh em. Và đây còn mấy con ba lô thì hôm nay em xả hàng cho anh em ha. Rồi còn mấy con thì bán giá rẻ cho anh em luôn. Mấy con ba lô anh em. Rồi bây giờ vô con đầu tiên. Con đầu tiên là con Echo 209 bình sân trên anh em. Bình sân trên 209 nha. Rồi cần muốn là cần xoay anh em. Cần xoay đầu hòa chén kẹp bao đủ cho anh em luôn ha. Rồi con số 1 anh em. Echo 209 bình sân trên. Con này 750 ngàn anh em. 750 ngàn ha. Hơi lửa ngon lành. Hơi lửa ngon lành nha anh em. Hơi là bực bực luôn nha anh em. Rồi con Echo 209 này là 750 ngàn nha anh em. Tay lá dài luôn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ cho anh em luôn. Có cái trắng thỏ luôn nha anh em. Rồi con số 1 Echo 209 750 ngàn. Tiếp theo là lô số 2. Lô số 2 là Echo 251 253 bình sân trên nha anh em. Bình sân trên ha. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Lô này thì có 2 cây cần xay anh em. 2 cây cần xay còn lại 2 cây cần cứng ha. Rồi lô này 900 ngàn anh em. 900 ngàn. Lô số 2 4 cây Echo 251 253 900 ngàn cây. Đầu bò chén kẹp đều đầy đủ hết nha anh em. Rồi 900 ngàn cây nha anh em. Hơi lửa ngon lành hết ha. Rồi Echo 251 253 bình sân trên nha anh em. Lô số 2 900 ngàn cây nha anh em. 4 cây. Rồi lô số 2 này là bán hết 4 cây nha anh em. Này là lô số 2 bán hết 4 cây. Rồi tiếp theo là con này là con Tanaka. Con này chế hệ hai kim luôn anh em. Rồi hôm nay thì này em bán lẻ cho từng cây luôn anh em. Bán lẻ từng cây luôn ha. Anh em nào chốt con nào thì lụm con đó nha anh em. Rồi con này là 258 nha anh em. Chế là chế quanh gồ hai kim. Rồi con này là 850 ngàn ha. 850 ngàn. Tum gời luôn anh em. Tum gời bố con nhỏ. Rồi đầu bò trứng kẹp đầy đủ anh em. Hơi lửa ngon lành luôn ha. Rồi con số số 3. Con số 3 anh em. Con này 850 ngàn. Con số 4 là con Tanaka đen. Tanaka đen anh em 250 luôn ha. Chế ra ngang le đỏ tự động. Rồi 750 ngàn anh em. 750 ngàn Tanaka đen 250. Con này thì không có đấu xịt thuốc được anh em. Tung gờ nhưng mà con này không có đấu xịt thuốc được. Rồi 750 ngàn. Con số 4. Tiếp theo con số 5 anh em. Con số 5 thì con này 750 ngàn luôn anh em. Con này thì tung gờ. Tung gờ luôn. Tum gời có thể đấu xịt thuốc anh em, tum này tum 260. Rồi đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em, hơi lửa ngon lành luôn. Rồi con số số 5. 1 2 3 4 5. Rồi con này con số 5 anh em. 750 ngàn luôn ha. 750 ngàn đầy đủ đồ cho anh em luôn. Rồi con số 6 là con Mitsu anh em, Mitsu TL43. Con này là hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em, hàng Nhật bãi ha. Hàng này hàng bãi anh em nhưng mà con này là con TL43 hàng Trung Quốc xuất qua Nhật. Rồi con này thì hôm nay xả hàng cho anh em 1,3 triệu anh con anh em. 1,3 triệu cho con máy, cái con máy này luôn. Tùm lớn bố lớn luôn anh em. Rồi ra bóp zin luôn. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ cho anh em ha. Rồi con này là 1,3 triệu anh em, 1,3 triệu một con. Rồi anh em nào chốt máy nào thì gọi trực tiếp một số điện thoại của em ha, là 0946626585 anh em. Rồi tiếp tục qua bên kia thì em sẽ giới thiệu cho anh em những cái mặt hàng phụ tùng. Rồi tiếp tục là qua bên đây thì em giới thiệu cho anh em những cái mặt giật trợ lực nha anh em. Đây mặt giật trợ lực thì em bán cho anh em 80 ngàn bộ anh em, 80 ngàn bộ ha. Nguyên bộ luôn, có đế, có mặt, có đế trong rồi mặt giật ngoài luôn anh em, nguyên bộ nè. Rồi 80 ngàn cái anh em, mặt giật trợ lực hết ha. Echo Magu nè, Magu rồi Echo 240. Này là Echo 260 nè. Rồi Magu rồi luôn anh em. Xin đeo qua sót gì nè, nhóc lộn xộn. Magu. Rồi cái này thì 80 ngàn cái anh em, 80 ngàn cái mặt giật ha. Thì mặt giật trợ lực hết nha anh em. Cái này thì anh em chốt rồi em đếm cái ha. 80 ngàn bộ. 80 ngàn bộ anh em mặt giật trợ lực ha. Magu rồi. Magu 26 đa số, Magu 26 nhiều nha anh em. Mặt giật Magu 26 trợ lực nhiều. Rồi 80 ngàn bộ mặt giật nha anh em.
Rồi tiếp theo thì đây còn mấy cái sườn đánh đường nước. Đây là mấy cái sườn đánh đường nước của thằng Echo nè. Mấy cái sườn này là sườn của Echo. Echo thì anh em nào có cái Echo mà 251, 253 đồ thì mình gắn vô là vừa hết nha anh em. Mấy cái sườn của Echo thì ở đây còn 1, 2, 3 cái anh em. 3 cái sườn của Echo thì em bán giá xả cho anh em là 200 ngàn một bộ anh em, 200 ngàn bộ ha. Về anh em mình chế cháo gì hay là mình muốn gắn lên đánh đường nước hay là gì đó mình làm nha anh em. Cái này thì là nó là tua chậm nha anh em. Cái này mình để mình chế để mà kéo đồ rồi cũng ok nha anh em. Máy mình nổ thì cái này nó kéo ha. Rồi 200 ngàn bộ nha anh em, 200 ngàn bộ của Echo ha. 200 ngàn bộ sườn đánh đường nước của Echo. Rồi tiếp theo đây là Mitsu anh em, Mitsu TL4333 ha. Mitsu TL4333. Hàng này thì hồi chiều nay mới về anh em. Chiều nay mới về rồi em mới gáp vô để đây. Cho nên là không kịp cái thời gian để mà mình buổi tối lên clip anh em, cho nên là em sắp ở đây thôi em giới thiệu cho anh em chứ không có giật nổ được anh em. Tối rồi cho nên không có giật nổ được. Rồi đây là TL3343 anh em. Một cây của nó thì đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn ha. Đầy đủ phụ kiện. Đầu bò, chén kẹp, chén cỏ rồi đầy đủ luôn. Tay lái là gà bóp zin hết nha anh em, gà bóp theo máy luôn ha. Rồi, tum là tum lớn, bố cung lớn hết. Thì TL3343 thì giá của nó là 1 triệu tư một cây anh em. 1 triệu tư một cây là 33 ha, còn 43 là 1 triệu rưỡi. 1 triệu tư là 33, còn 1 triệu rưỡi là 43. Rồi một cây thì nó sẽ đầy đủ đồ cho anh em luôn, phụ kiện. Có đủ là dây đeo, tiếp mở Ugi, lưỡi dao đồ đầy đủ nha anh em. Rồi một cây là 1 triệu tư, 1 triệu 3, 1 triệu tư là 33, còn 1 triệu rưỡi là 43. Rồi anh em nào muốn lấy cây nào lấy nha anh em. Thì cái hàng này là hàng mới nha anh em, hàng mới, hàng Trung Quốc ha. Hàng Trung Quốc nhập khẩu từ công ty Trung Quốc nha anh em. Tại vì lúc này là hàng bãi nó chưa có hàng nha anh em. Hàng bãi chưa có hàng cho nên nó là mình nhập về những cái dòng máy mới ha. Rồi tiếp tục thì hàng của anh em đang đóng nè. Rồi tiếp tục thì đây em sẽ giới thiệu cho anh em những cái mặt hàng phụ tùng bên em. Thì ngày nào như ngày nào anh em cũng đều lên video để mà báo giá cái phụ tùng bên em ha. Thì anh em nào cảm thấy giá ok thì mình lên to nha anh em. Giá cả ok thì mình lên to ha. Rồi bình xăng con quanh bờ gồ 4 thì. Quanh bờ gồ 4 thì anh em. Hàng này là hàng của thằng GX3545 ha. Ủa GX2535. Rồi 110 ngàn cái anh em. Bình xăng con 4 thì quanh gồ. Hàng chính hãng của Trung Quốc nha anh em. Còn đây là cước. Cước này là cước ký anh em, 120 ngàn một ký ha. 120 ngàn một ký. Dây đeo bình xịt 125 ngàn một cặp nha anh em. Dây đeo bình xịt thì 25 ngàn cặp. Cái này thì mình có thể gắn vô máy ba lô rồi mình đeo luôn được nha anh em. Bao dày dặn, bao chắc chắn cho anh em luôn. Dây đeo bình xịt gắn vô máy cắt cỏ ba lô xài chung luôn. Rồi 25 ngàn một cặp. Rồi dây cước này là dây cước cuộn nha anh em. Dây cước cuộn thì 270 ngàn một cuộn ha. 270 ngàn cuộn nha anh em. Chiều dài của nó là 100 m. Cước này là cước 3 ly rưỡi nha anh em. Cước 3 ly rưỡi ha, 100 m một cuộn. Rồi 270 ngàn. Mặt vật thì 3 ốc, 4 ốc nha anh em. Đây mặt vật 3 ốc nè. Mặt vật 4 ốc. Rồi 20 ngàn một cái. Mặt vật 3 ốc, 4 ốc, 20 ngàn cái. Đầu bò thì có là 25 bảy khía nè. Rồi 25 25 10 nha anh em. 25 7, 25 10, 25 vuông. 100 ngàn một cái. 24 vuông, 24 13, 24 10, 24 7, 100 ngàn cái luôn nha anh em. Đầu bò 26 7, 26 9, 28 9 thì giá nó là 90 ngàn. Đầu bò sắc lớn nha anh em, 90 ngàn cái ha. 90 ngàn cái đầu bò. Tiếp theo là đây là cái bơm inox nha anh em. Cái bơm inox thì là nó có 9 khía, 7 khía ha. 7 khía, 9 khía. Cái này là 170 ngàn cái anh em. Bơm inox. Phút bộ, phút ti 18, 12 ngàn bộ. Thun xăng 2 lỗ, 3 lỗ anh em. 5 ngàn cục ha. Nắp xăng thì Gobin nè. Gobin nè, Mitsu, Magu, Echo, Kawasaki anh em. Rồi Magu lớn, Magu nhỏ, Shindaiwa.
Nắp xăng thì em bán chung cho anh em là 10.000 một nắp nha anh em. Xin đây qua nè. 10.000 một nắp. Thì nắp xăng nó sẽ có gòn luôn nha anh em, gòn theo theo nắp luôn ha. Rồi, một cái nắp xăng như vậy là 10.000, có cả cả gòn anh em, có cả gòn luôn. Phím nhôm thì 25.000 cái nha anh em, phím nhôm, dấu sắt dấu quyền 25.000 cái ghi bi. Chuông bình xịt 14k 1.000 một cái anh em, 14.000 cái ha. Chuông bình xịt nhỏ nè, chuông lớn là 18.000. Ti thì ti inox anh em, ti inox thì là 60.000 cây. Bát bình xịt nha anh em, bát bình xịt thì 10.000 cái. Dây xăng thì một cuộn gì là 400.000 nha anh em, 400.000 cuộn dây xăng ha. Còn anh em nào mua lẻ thì 1 mét là 5.000 nha anh em, 1 mét 5.000. Bugi 4 thì giá rẻ là 15.000 anh em. 4 thì mình sử dụng cho thằng GS2535 ha. Bugi 4 thì 15.000 cái. Núm thở là 5.000 anh em, núm thở 5.000 nè. Rồi lược xăng trắng nhỏ. Lược xăng trắng nhỏ thì 6.000 cái ha. Thớt bình xăng con 30.000 cái. Lục giác 4 này không cán thì 5.000 cục, 5.000 cái anh em. 5.000 cây. Còn lục giác 5 thì là 6.000 cây. Con tắc thì 7.000 cái anh em. Con tắc cắt cỏ ha, 7.000 cái. Bugi 4 thì Bugi 4 thì 45.000 cái anh em, 4 thì loại xịn nha. 45.000 một cái Bugi. Dây ga bình xịt nha anh em. Dây ga bình xịt thì là 5.000 một sợi ha. Còn dây ga có hai ốc thì là 6.000 nha anh em. Bố 260 loại xịn. Đây bố 260 loại xịn là 32.000 bộ nha anh em. 32.000 bộ. Bố 260 loại thường là 20.000 bộ. Loại thường thì nó có hai chữ HL anh em, HL ha. Rồi, bố 260 loại thường 20.000. Bố 260 loại xịn 32.000. Bố 330 loại xịn thì 37.000 bộ nha anh em. Còn bố 330 loại đỏ thì 25.000, 25.000 bộ. Còn đây là lưỡi dao anh em, lưỡi dao tròn hợp kim 45.000 một cái anh em. Còn lưỡi dao tròn đen thì 40.000. Lưỡi dao tròn hợp kim 45.000 một cái. Lò xo này là lò xo mềm anh em, lò xo mềm của bố 260 ha. Loại này thì 3.000 một cái anh em, 3.000 cái. Ốc tăng đưa. Ốc tăng đưa bình xăng con 3.000 con. Rồi dây ga thì là 5.000 với lại 7.000 anh em. Dây ga hai ốc thì 7.000 ha. Còn dây ga trơn thì là 5.000. Móc quay đeo sắt. Móc quay đeo sắt thì 12.000, còn móc nhựa thì 17.000 anh em. Tay ga bình xịt 7.000. Bát cước loại xịn nha anh em, bát cước loại xịn 30.000 cái ha, bát cước Makita. Loại này là bằng nhôm nha anh em, có ốc ống xoay để mà giảm cái độ mất bị đứt cước nha anh em, giảm cái độ ma sát đó, bị đứt cước đó. Rồi loại này 30.000, 30.000 cái, bát cước nhôm. Còn đây là lược gòn anh em. Đây là gòn mình săn con ha, một sâu như vậy là 100 cái, 800 đồng cái nha anh em. Cái này 800 đồng cái. Rồi gòn mình săn con. Bugi NGK 35.000 cái loại xịn. Ốc găng ngược thì 3.000 một con nên đồng giá ha, 7 ly, 8 ly, 10 ly. Còn đây là vú nhỏ ở vú lớn 3.000. Vú nhỏ thì 2.000 anh em, vú nhỏ 2.000 ha. Nuôi vú rời thì nó 10.000. Phút cơ 12 22 4.000 cái anh em. Còn đây là da bơm bộ 10.000 bộ. Chụp đầu Bugi 8.000 cái, có luôn lò xo. Còn đây là bát bình xăng con nha. Bát bình bình xăng có TL anh em, 15.000 cái. Còn đây là phím nha anh em. Phím này là phím TL 2633 nè. Phím này phím Komatsu 10.000 cái. Dây thiều 260 9.000 một cái anh em. 9.000 sợi ha. Dây thiều này, dây thiều 260 9.000 sợi. Chó 260 10.000 con. Chó 330 12.000. Còn đây là lưỡi dao 3 tấc anh em, lưỡi dao 3 tấc thì là 20.000 ha. Lưỡi dao 3 tấc 20.000. Tiếp mở Bugi. Tiếp mở Bugi thì là 9.000 một cái anh em, bao dày dặn, bao chắc chắn luôn. Đây, tiếp mở Bugi. Một đầu 13, một đầu 19 anh em, 9.000 cái.
Còn đây là bát cước. Bát cước này là bát cước lớn anh em, bát cước bằng sắt ha. Loại này là 16.000 anh em, bao đẹp. Bao đẹp anh em, là bát cước bằng sắt. Rồi 16.000 cái. Bình xăng con quanh bờ gồ. Bình xăng con quanh bờ gồ hai thì anh em. Rồi loại này là 85.000 bộ anh em, 85.000 bộ ha. Bao tay một cặp là 10.000. Bao tay lớn, bao tay nhỏ. Tay ga cắt cỏ 8.000 một cái anh em. Rồi nắp Bue Tanaka 10.000 một nắp ha, nắp ngoài là 10.000, nắp trong 10.000 nữa, một bộ là 20.000. Tum là 26.7, 26.9, 95.000. Tum 24.10, 24.13, 24 vuông, 24.7, 85.000 một cái tum. Còn đây là nắp Bue Komatsu anh em. Nắp Bue Komatsu 13.000 cái. Nắp Bue 260 Trung Quốc. Loại này là 10.000. Còn dây giật thì 3 ly, 4 ly, 5 ly anh em. 3.000 mét, 4.000 mét, 5.000 mét ha, dây giật. Còn mặt giật thì là 40.000 cái, mặt giật GX35. Mặt giật 330, 40.000 cái. Lưỡi dao 2 tấc rưỡi. Ủa, lưỡi dao 3 tấc rưỡi dày 1 ly rưỡi, 25.000. Lưỡi dao 3 tấc rưỡi dày 2 ly, 30.000. 30.000 lưỡi nha anh em. Dây đeo loại xịn loại tốt 13.000 anh em. Loại này là dây đeo cắt cỏ ha. Loại này loại xịn 13.000. Còn đây là chắn cỏ to, chắn cỏ lớn 16.000. Tay ga bóp. Tay ga bóp đuôi dài loại này là 10.000 cái anh em. Dây đeo bình xịt. Ở dây đeo cắt cỏ loại thường 8.000 sợi. Còn đây là tay lái bóp mô dịch nha anh em. Tay lái bộ ha, tay lái bóp mô dịch 80.000 bộ ha. 80.000 bộ. Còn đây là chuông anh em. Chuông này là chuông chính khía ha, chuông lớn, chuông 330 nè. Chuông chính khía. Rồi chuông này 25.000 cái nha anh em, chuông lớn. Tay lái bộ 48.000 bộ, có cùm 24, cùm 26 và cùm 28 luôn nha anh em. Nguyên bộ này là 48.000 bộ ha, đồng giá. Cùm 24, cùm 26, cùm 28 đồng giá cho anh em luôn. Rồi tiếp theo là nhớt nha anh em. Nhớt thì bên em là 65.000 một chai ha. 65.000 một chai. Anh em nào chốt 5 chai, 10 chai vẫn giá 65.000. Anh em chốt một thùng vẫn giá 65.000 anh em. Nhưng mà em sẽ bớt cho anh em, giảm cho anh em 100.000 ha. Giảm cho anh em 100.000 tiền phí ship nha anh em. Thì anh em nào sợ là mua nguyên thùng đó, nó nặng, nó giá ship nó cao, thì em sẽ giảm cho anh em 100.000 tiền ship luôn cho anh em nào chốt nguyên thùng. Nguyên thùng nhớt anh em. Còn bơm bình xịt thì 500.000 cái bơm ha. 500.000 cái bơm. Bơm nhỏ anh em, bơm chung nhỏ co tròn. Rồi 500.000. Nhớt hao 65.000 chai. Chắn cỏ nhỏ thì là 10.000 cái anh em. Đây em có chắn cỏ là nhỏ ha, loại này 10.000. Rồi anh em nào chốt hàng, chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, 0946 626585. Rồi xin chào tất cả anh em.